Dạ. Biết ơn quý thầy cô đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Em xin được bắt đầu chương trình của mình ngày hôm nay ạ. Đó là chương trình về đọc sách ạ. Vậy thì để bắt đầu với chương trình này, nếu mà các thầy cô có thể bật giao lưu rồi có thể có một vài câu hỏi phỏng vấn quý thầy cô trong buổi sáng ngày hôm nay cho có không khí không ạ? Chào cô Minh Vân xinh đẹp ạ. Chào cô Huyền ạ. Chào cô Hằng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì thứ nhất sách là một trong những cái gọi là gì ạ? Ai có biết định nghĩa về sách không ạ? Theo góc hiểu của cá nhân mình thì sách là gì ạ? Quý thầy cô có thể bật mic tự giao lưu và chia sẻ cùng em ạ. Tân hiểu á, người ta Dạ, biết chào, em chào cô nhất ạ. được. Theo mà Chúc chị cô buổi sáng tốt lành. thì Vâng ạ. theo chị hiểu thì đó là sách là một cái phương tiện để truyền tải thông điệp từ tác giả, và tác giả muốn truyền tải đến chúng ta những thông điệp gì thông qua công cụ, đó là cuốn sách. Dạ. Đấy là cách mà chị hiểu. Vâng ạ. Rất là cảm ơn ý kiến của cô Vân. Còn ai biết cho em biết sách là gì không ạ? Dạ. Để không phải chờ đợi lâu nên em trả lời nhé. Sách là giấy ạ. Được đóng gáy sang phía một bên đúng không ạ? Và sách là chứa hình ảnh, chứa thông tin. Và vì sao thì tại sao chúng ta cần phải đọc sách ạ? Bởi vì theo góc độ cá nhân em hiểu ấy, thì đọc sách là một trong những cái mà sẽ giúp cho về những nhận được cái thông tin này. Tại sao chúng ta cần phải đọc sách ạ? Thì ở trong sách là giấy nhưng lại chứa đựng rất là nhiều thông tin. Bởi sao ạ? Suy nghĩ của chúng ta có sờ nắm được không ạ? Suy nghĩ là cái có sờ nắm được không cả nhà, thưa thầy cô? Và chính vì suy nghĩ của trong 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 bên trong của chúng ta nó là một phi vật chất. Vậy thì quý thầy cô có thể muốn làm rõ hai cái từ phi vật chất này, ba từ phi vật chất này sẽ tham gia vào lớp thấu hiểu nội tâm vào các sáng thứ sáu đúng không ạ? Thì cả nhà có thể theo dõi trên chương trình của VM để biết hơn được một số những cái định nghĩa. Và khi mà suy nghĩ chúng ta không sờ nắm được, nhưng qua một cái phương tiện truyền tải giống như là wifi của chúng ta ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là sóng wifi có ở xung quanh chúng ta nhưng chúng ta không nhìn thấy, nhưng qua cái điện thoại được truyền tải thì sẽ nhìn thấy cột sóng wifi đúng không ạ? Và suy nghĩ cũng vậy. Chuyện bên trong khi chúng ta muốn viết ra sách thì bên trong của mỗi một người có thể viết được ra sách. Vậy thì khi mà viết được ra chữ đúng không ạ? Ra chữ có trên trang sách thì lúc này vật chất có hiển lộ không ạ? Bởi vì chúng ta có thể sờ nắm được, cầm được đúng không ạ? Đó là sách. Chữ trên giấy, ra sách. Và sách lúc này được gọi là vật chất đúng không ạ? Và chúng ta cầm nắm được đúng không ạ? Thưa thầy cô ạ, và khi chúng ta cầm nắm được thì chúng ta sẽ thấy rằng là bao nhiêu những gọi là trí tuệ tinh hoa của người đi trước, những người thành công thì hầu như được đổ trên trang giấy, và rất là nhiều những cái bài học hay những cái trải nghiệm
Và đọc sách là liên kết mối quan hệ, thì cả nhà nghĩ như thế nào về điều này ạ? Dạ. Đọc sách là một phần liên kết mối quan hệ. Em rất là muốn nhìn thấy quý thầy cô mà, bởi vì em không có biết nhìn các cái hình ảnh. Chờ em một chút ạ. Như cho chị nhìn lại cái slide. À, cho em nhìn, cho mình nhìn lại slide đúng không ạ? Dạ đây ạ. Dạ. Ok. Dạ. Thì cô cho em xin một thao tác nhé. Và khi mà vật chất chúng ta đọc được như vậy, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ biết được đến một cái phần, đó là thông tin. Đầu tiên là chúng ta sẽ nắm được thông tin về sách, chúng ta nắm được năng lượng của sách và chúng ta nói được vật chất của sách. Vậy thì khi chúng ta đọc được sách là chúng ta đã trải nghiệm được cái chỗ này, là trải nghiệm được cuộc sống của nhiều người đúng không ạ? Hiểu. Cuộc sống. Vậy thì ở đây thông tin của sách là cái sự chọn lựa của mình đọc, đọc sách gì đúng không ạ? Đọc sách gì? Tại sao đọc? Và tác giả là ai đúng không ạ? Người có ảnh hưởng đến mình đúng không ạ? Và ở đây mình có một cái năng lượng là gì ạ? Năng lượng đó là sự trân trọng biết ơn đúng không ạ? Biết ơn những cái tri thức và một cái gọi là sẽ giải quyết được cho chúng ta một cái vấn đề gì đó. Thì ở đây nó sẽ ở gọi là yêu và thích rồi đúng không ạ? Có một năng lượng yêu nhưng có sự trân trọng biết ơn ở đây. Trân trọng và biết ơn những cái tri thức mà người đi trước, tôn trọng những cái trải nghiệm của người đi trước và mình đọc ở đấy, thì có phải là mình đã đọc sách rất là có hiệu quả không ạ? Mình trả lời được. Vậy thì rõ ràng là biết được là sách từ trước giờ của chúng ta rất là tốt, nhưng chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Có những cái rào cản. Vậy thì em sau khi trong cái quá trình sau khi những cái quá trình mà em quan sát đấy, quá trình em quan sát được thì em thấy đọc sách có những cái rào cản như sau. Vậy thì chúng ta cái này chúng ta nhận thức đi nhá, chúng ta tự nhận thức ạ. Đầu tiên là có những cái rào cản về đọc sách, vậy thì chúng ta cũng nhận thức được sách, sau đó chúng ta rào cản về đọc sách. Mỗi lần nói là đọc sách rất là hay, nhưng mà cái gì ạ? Một là gì ạ? Một là chúng ta sẽ thấy rằng là giới hạn tự nhận thức bản thân mình. Giới hạn tự nhận thức là ôi đọc cái đấy không thể hiểu được, tự nhận thức rồi tôi không thể đọc được đâu, làm sao mà tôi có làm lên trò trống gì đâu mà cần phải đọc sách. Đó là tự hạn chế nhận thức của bản thân đúng không ạ? Không muốn nâng tầm lên, không muốn mở rộng lên, thì đấy, cái này là tự hạn chế. Và điều thứ hai đó là ôi tôi bận lắm, tôi chẳng có thời gian, làm gì có thời gian. Đó là về thời gian đúng không ạ? Và thời gian của chúng ta là công bằng nhất trong cuộc đời này. Người giàu hay người nghèo hay là người tỷ phú thì đều có gì ạ? Có 24 giờ một ngày đúng không ạ nhà? Quý thầy cô có thấy điều đấy không ạ? Nhưng bởi vì chúng ta chưa biết sắp xếp được cái thời gian, cho nên là chúng ta sẽ chưa trải nghiệm được điều này nhiều đúng không ạ? Và chính vì khi chưa trải nghiệm được nên là cái sắp xếp thời gian là lúc nào cũng nói là không có thời gian. Rồi, cái phần thứ ba đó là gì ạ? Cái quan trọng nhất, cái mà em nhận được thấy cái rào cản trong đọc sách đó là gì ạ? Tầm nhìn ạ. Tức là đọc sách để làm gì ạ? Và sau cùng của cái việc đọc sách nó là gì? Tầm nhìn tương lai về về cái điều này. Có đúng không cả nhà? Có phải là quý thầy cô đang gặp tất cả những cái vấn nạn này
trong cái quá trình đọc sách không ạ? Vậy thì rõ ràng đọc sách là cái mà gần gũi và chúng ta có thể sờ nắm và chúng ta trả những cái chi phí một cách rất là đơn giản, đó là mấy tối thiểu đi, bình quân mình cho mình một ví dụ là mình dành ra 1 tỷ để học 1 năm, với lại dành ra 1 tỷ để mình có thể mua được 500 cuốn sách, 5.000 cuốn sách đi. Vậy thì khi mà mình bỏ ra, vậy tương đương mỗi cuốn sách tối thiểu là 200.000 đi, thì mình tính ra về cái thời gian và tiền bạc của mình. Và thời gian thì nó đi liền với cả cái tiền bạc của mình nữa. Thì cái này em sẽ ghi ở đây, đó là về tài chính nữa. Tài chính ở đây, đó là tiền. Khi mà mình bỏ ra bất cứ một cái quyển sách nào thì mình đều phải cần phải có tiền để mua nó. Vậy thì khi mình thấy rằng là sách là sự lưu truyền từ đời này qua đời khác, qua đời con, qua đời cháu, đúng không ạ? Thì chúng ta đều có thể làm được. Nhưng cái tri thức mà chúng ta không có thể thể hiện ra, chúng ta chỉ biết là học học năm nay là 1 tỷ nữa, sang năm lại 1 tỷ nữa, đúng không ạ? Vậy thì 15 năm còn lại thì con mình cũng sẽ xin mình thêm 15 tỷ nữa. Thế thì khi mà mình để ra cái 1 tỷ này để mua sách và mình có thể truyền qua đời này qua đời khác, thì có phải là sách là một trong những gọi là một cái vật có giá trị vô cùng không ạ? Vậy thì để sách có một cái giá trị hữu hình và hiển lộ trên với chúng ta, thì bản thân chúng ta phải có một cái góc nhìn nhận, đó là về sách. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng sách như thế nào? Thì đọc ấy, thì có hai cái điều mà người đọc sẽ cảm nhận được. Thầy cô có thể nói khi đọc sách thì thường gặp những cái điều gì không ạ? Tại sao đọc sách lại gặp sự dễ buồn ngủ đúng không ạ? Dễ ngủ đúng không ạ? Rồi ạ. Và muốn ghi nhớ đúng không ạ? Và muốn lý giải luôn đúng không ạ? Lý giải luôn. Và chính những cái điều này này, muốn ghi nhớ luôn này, muốn lý giải luôn này, đã tạo ra cái nguyên nhân để cho chúng ta dễ như thế này. Bởi vì não bộ của chúng mình ấy chỉ tập trung được làm một việc duy nhất thôi ạ. Chúng ta não bộ, lúc này chúng ta sẽ cần phải hiểu về não bộ và cơ chế của não bộ. Đây là một trong những cái phần mà em sau quá trình đọc sách ấy, thầy cô, thì em nhận thấy rằng là dù người giàu hay người nghèo, hay là khi sinh ra, cái não bộ của chúng ta là cần được hiểu ạ, cần được thấu hiểu nhất. Và chính vì thế nên là khi chúng ta thấu hiểu được cái sự vận hành của não bộ thì chúng ta sẽ lý giải được vì sao. Và trong cái quá trình đọc sách ấy, thì quý thầy cô sẽ nhìn ra được các cái góc độ. Vậy thì cho nên là đọc sách mà lại đọc sách gốc rễ nữa, thì hôm nay quý thầy cô sẽ được trải nghiệm. Em không biết là bao nhiêu thầy cô đã sẵn sàng cho cái buổi sáng ngày hôm nay để mình trải nghiệm với phương pháp đọc sách gốc rễ ạ. Đó là gì ạ? Đọc sách dựa trên năm giác quan ạ. Chúng ta bắt bất cứ một cái gì dựa trên năm giác quan. Dựa trên năm giác quan ạ. Năm giác quan. Vậy thì quý thầy cô có thể tương tác cùng em, đó là nhắn lên ô chat ạ. Vâng ạ. Năm giác quan của chúng ta thường dùng ở đây trong cuộc sống là gì ạ? Đầu tiên có phải là đôi mắt không ạ? Dạ, mắt nhìn đúng không ạ? Cái thứ hai đó là đôi tai của mình đúng không ạ? Cái thứ nữa là cái mũi của mình đúng không ạ? Cái mũi của mình để ngửi đúng không ạ? Và cái miệng của mình là để nói đúng không ạ? Thì bất cứ trong một cái ngành nghề nào ở ngoài cuộc sống của mình ấy, đều dùng đến năm cái giác quan này. Và đôi tay của mình đúng không ạ? Đó là xúc giác đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có năm cái giác quan này, nó vận hành với nhau và sẽ khiến cho chúng ta rất là tỉnh táo, ai làm cái gì cũng thế. Nên trẻ trẻ mà ngồi ở trên ghế nhà trường mà chỉ có các em ngồi khoanh tay vào, ở mắt nhìn lên phía trước, thế là bạn ấy sử dụng mỗi cái đôi mắt, bạn ấy tập trung vào, bạn ấy tập trung vào mỗi cái đôi mắt này, nên là bạn ấy buồn ngủ đúng không ạ? Nên là cũng rất là thông cảm cho cái việc đó cho các con đúng không ạ? Thực cách các con nó không còn là cái lý do nữa. Và khi mình biết được xác định
xác định được thì mình sẽ nhìn thấy được cái nguyên nhân chính, xác định đằng sau đó thì sẽ đưa ra được giải pháp, đúng không ạ? Rồi. Và khi em dựa trên cái năm cái giác quan này của mình được vận động thì đọc sách mà tác động được cả năm cái giác quan này, hay chúng ta thưởng thức thêm một bữa ăn nào đó, chúng ta vừa là món ăn ngon rồi này, lưỡi mình được thưởng thức rồi này, thì mắt của mình phải được nhìn thấy là trang trí rất là đẹp, tai mình còn được nghe khen ngợi, à mũi mình còn được ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, và tay mình được sờ vào, thì có phải là trong tất cả những cái hành động và hành vi của mình ở mọi khía cạnh trong cuộc sống thì đều sử dụng năm giác quan này, nhưng nó linh hoạt và nó liên tục thay đổi để tạo ra được một cái sản phẩm, thì có phải là rất là thu hút không ạ? Chính vì thế nên là đọc sách mà dựa trên năm giác quan này sẽ giúp ích được cho chúng ta rất là lớn, và khi dựa vào những cái cảm nhận như này thì chúng ta sẽ phát triển được tất cả những cái môn còn lại rất là nhiều. Và chính vì thế nên là trong cái quá trình mà hướng dẫn về chương trình sách này, thì khi mà có năm giác quan như thế thì ta sẽ vào phương pháp ạ. Chúng ta sẽ có một cái phương pháp. Cả nhà sẵn sàng đến phương pháp chưa ạ? Phương pháp đó là phương pháp đọc cộng hưởng ạ. Vậy thì đọc cộng hưởng là gì? Đọc cộng hưởng là gì ạ? Đọc cộng hưởng trong trong có một câu chữ tiếng Anh ạ. Mình xin phép. Em nói đến sách thì em xin phép được dùng đến sách để em có thể hỗ trợ quý thầy cô được hiểu đúng về nó. Rồi ạ, trong tiếng Anh ạ, đó là vì nên. Đó là từ cộng hưởng đúng không ạ? Và đọc cộng hưởng ở đây đó là gì ạ? Chúng ta sống ở đây đều là thể năng lượng, giống như là những cái tần sóng á, và ở đây chúng ta sẽ đi bắt những cái tần số ở đây là tần số năng lượng ạ. Vậy thì chúng ta bắt tần số, vậy thì tần số này sẽ là tần số năng lượng đúng không ạ? Vậy thì đây là gọi là trong cái quá trình gốc tiếng Anh sẽ là từ cộng hưởng. Vậy thì từ cộng hưởng này thì ở đây sẽ là năng lượng. Vậy thì sách nào cũng thế, mỗi khi được truyền tải ra là sẽ đều có năng lượng. Và đọc sách gọi là đọc sách cảm nhận năng lượng trên lòng bàn tay ạ. Đọc sách cảm nhận bằng lòng bàn tay được không ạ? Rồi ạ. Em sẽ gọi là đọc sách bằng lòng bàn tay. Và nghe đến đây. Đọc sách. À, cảm nhận bằng lòng bàn tay. Chắc chắn là sẽ có nhiều thầy cô thấy lạ đúng không ạ? Cái gì mà huyền bí thế? Và chính vì những cái huyền bí như vậy thì sẽ gọi là thu hút kích thích cái sự tò mò của não bộ mình đúng không ạ? Và mình sẽ đi vào, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào các cái phần chi tiết hơn. Thì tại sao cái phương pháp đọc cộng hưởng này lại thu hút em chia sẻ đến cho quý thầy cô, là bởi vì sao ạ? Nó dựa trên phương pháp đọc sách này, dựa trên nguyên lý ạ. Nguyên tắc cơ bản của gì ạ? Của các phương pháp ạ. Các phương pháp đọc khác. Vậy thì sách nhanh khác. Vậy thì ở trên đây quý thầy cô cũng là người phát triển bản thân nhiều. Vậy thì đọc sách nhanh này thì quý thầy cô biết được bao nhiêu phương pháp ạ? Có thể gõ lên trên phương chat giúp em được không ạ? Biết được bao nhiêu phương pháp ạ? Và những cái phương pháp đấy thì có những cái nguyên tắc và nguyên lý đúng không ạ? Dạ. Rồi ạ, khi mà có được các cái phương pháp nguyên dựa trên nguyên lý và nguyên tắc này, ra được cái phương pháp đọc cộng hưởng này. Và
Vào buổi sáng ngày hôm nay hay vào mỗi buổi tối chuẩn bị cho ngày hôm sau, nên cái đọc sách cộng hưởng này là phương pháp được thích hợp và dựa trên những cái yếu tố đó là chúng ta chỉ có nhìn ra của thế giới cũng chỉ có bốn cái nguyên bốn cái cách đọc sách thôi. Vậy chúng ta có bốn cái cách đọc sách, bình thường chúng ta sẽ đọc như thế nào ạ? Đọc lần lượt từ từ đầu đến cuối đúng không ạ? Dạ, chúng ta sẽ đọc từ đầu đến cuối đúng không ạ? Đó là đọc gì ạ? Đọc xuyên suốt. Đọc xuyên suốt. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm đến đọc nhanh đúng không ạ? Đọc nhanh lúc này là coi trọng tốc độ đúng không ạ? Và đọc nhiều là coi trọng số lượng đúng không ạ? Và cuối cùng là đọc tập trung, đọc đọc kỹ, đọc chuyên sâu ạ. Lúc này là đọc tập trung. Và khi đã tập trung được rồi thì sẵn sàng tái hiện và viết ra được một cuốn sách hoặc là tái hiện lại cái cuốn sách đó. Vậy thì có phải là trong cái phương pháp đọc cộng hưởng ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể làm được hết tất cả cái điều này cùng cùng một thời điểm không ạ? Và để thứ nhất là cảm nhận sách bằng năng lượng bằng lòng bàn tay thật là lạ quá. Xong ngày hôm nay lại biết rằng là đọc xuyên suốt này, đọc nhanh này, đọc nhiều và đọc kỹ. Mình chỉ biết mấy cái phương pháp đọc này trong hệ thống đọc của mình này. Và có một cái mà chúng ta bị gặp trở ngại đó là gì ạ? Chúng ta thường hay muốn đọc xuyên suốt, tức là đọc đến đâu hiểu đến đấy, xong đó là muốn đọc kỹ luôn. Đây là một trong những cái bước sai lầm nhất. Chúng ta cần phải đọc từ đầu đến cuối như thế này này. Bước 1 là đọc xuyên suốt này, sau đó đọc nhanh này, sau đó đọc nhiều, sau đó mới đọc tập trung được. Thì cái đây được gọi là đọc sách thông thái đấy ạ, người đọc sách thông thái đấy ạ. Đọc sách thông thái. Dạ. Vậy thì hôm nay quý thầy cô đã sẵn sàng vào cái phương pháp đọc mà dựa trên các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản để nhận được cái phương pháp cũng như là cái tác dụng của việc đọc sách cộng hưởng đó là kết nối mối quan hệ. Thì đầu tiên mình chưa biết kết nối mối quan hệ với ai. Ví dụ như là ôi tôi ở một mình tôi thấy cô đơn quá. Nhưng ra chỗ khi mà chúng ta cầm một cái quyển sách trên tay có phải là chúng ta đang đối diện với một con người không ạ? Bao nhiêu quý thầy cô cảm nhận được cái điều này ạ? Có phải là rất là cảm mến những cái giây phút mà họ ngồi hàng năm cả cuộc đời, có khi đến cuối đời họ mới có thể viết ra được một cái cuốn sách đầy chân lý và đầy những cái bài học để giúp cho chúng ta phát triển đúng không ạ? Để giúp cho chúng ta rút ngắn khoảng cách và khoảng thời gian chạm đến điều chúng ta muốn nhiều đúng không ạ? Và vậy thì bây giờ em rất là mong muốn chia sẻ cái phương pháp đọc cộng hưởng này, cảm nhận sách bằng năng lượng lòng bàn tay. Và hôm nay chúng ta hãy xác định ngay từ đầu cái mục đích đọc, và hôm nay ví dụ như một ngày hôm nay sáng chúng ta thức dậy với mục đích gì, chúng ta muốn cống hiến gì cho một ngày hôm nay, thì chúng ta hãy tìm ra mục đích dựa trên những câu hỏi nhé. Thì em sẽ bắt đầu hướng dẫn cho chúng ta đọc bất cứ một cái cuốn sách nào. Thì cái khâu chuẩn bị là hãy chuẩn bị một cái cuốn sách mà mình hôm nay muốn đọc, tức là giống như là mình đi gặp một người ấy, mình tìm ra được cái mong muốn nào. Hãy chuẩn bị cho em một cuốn sách ạ. Cả nhà hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sách đi ạ. Hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sách ạ. Em chờ cả nhà. Cả nhà đã sẵn sàng ok rồi thì tương tác cho em hoặc là một cái gật đầu ạ. Hôm nay em sẽ có một cái khâu nữa, đó là em muốn dùng cái này. Hai từ này, hai cái từ này cả nhà quảng bá sách ạ. Vậy thì quảng bá là gì? Quảng bá khác với quảng cáo như thế nào nhé? Chúng ta sẽ phân biệt quảng cáo và khác với lại giới thiệu nhé.
Và những cái này thì quý thầy cô có thể mở rộng thế giới quan của mình vào trong cái phần học nội tâm ấy, cũng có một số thế này. Mình có thể đề xuất với thầy Nhật Anh, có thể chúng ta sẽ học sâu hơn về những cái này để nâng tầm nhận thức nội tâm của mình ấy. Và hai từ quảng bá này. Vậy thì hôm nay em cũng sẽ có một trong những cuốn sách mà hướng dẫn cho giáo dục, và em thấy rất là tâm đắc với cái cuốn sách giáo dục này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phương pháp ạ. Chúng mình hãy chuẩn bị một cái tờ giấy trắng ạ. Tờ giấy trắng A4. Rồi ạ. Bút nhiều màu thì càng tốt ạ. Nhiều màu càng tốt ạ. Và một cuốn sách muốn đọc ạ. Đây là những cái dụng cụ mà buổi sáng ngày hôm nay em đã chuẩn bị đấy ạ. Và đây là cái cuốn sách mà em muốn quảng bá đến quý thầy cô. Một trong những cái quyển sách mà giáo dục tự định hướng, và em có một cái rất là hạnh phúc, đó là biết đến chương trình của VM. VM đang hội tụ được rất là nhiều những cái phương pháp học tập cũng như kể cả phát triển về sức khỏe, giống như một cái trường đại học trên online ấy. Thì cái trường đại học này đang trên thì có giáo dục tận gốc, đó là lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, lớp thấu hiểu nội tâm, xin lỗi tí thầy cô, và lớp thứ nữa là có cả vẽ chỉ từ tâm nữa này, rồi lớp sức khỏe của thầy, em xin lỗi là có sức khỏe góp tất cả. Và hiện tại thì em đưa cũng rất là biết ơn cô Lý, cô đã đưa cái chương trình đọc sách này để em có cơ hội để chia sẻ cái phương pháp hay này đến quý thầy cô trong trong các buổi vào thứ năm hàng tuần ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ta sẽ bắt đầu ạ. Vẽ ba đường kẻ ngang như này ạ. Và ở phía bên phải này, bên phía bên tay phải của cái tờ giấy này chúng ta sẽ để trắng giúp em ạ. Em thấy cái màn hình của em nó hơi bị nhiễu hay. Rồi ạ. Thế thì cô nhìn thấy em rồi đúng không ạ? Kẻ dòng kẻ thứ hai ạ. Kẻ dòng kẻ thứ ba. Và có một ô hình chữ nhật. Nhưng ở phía bên dưới này em cũng để trắng nhé. Rồi. Hình chữ nhật này em chia làm 3 phần ạ. Em đã chuẩn bị xong cái khung hình ạ. Và bên tay phải của em sẽ vẽ một cái hình mặt cười ạ. Rồi. Dưới phía bên dưới góc trái này, em vẽ một cái hình mặt mếu ạ. Đây là cái gương mặt suy tư, tức là vẽ cái hình của cái khâu đó là tác giả thôi ạ. Em không biết là cả nhà có nhìn thấy rõ không ạ? Em thấy chắc là nó cũng hơi mờ một chút. Màn hình của em đang bị nhiễu chứ. Nhìn được, Nó chạy. nhìn Dạ, ghi được à? Vâng. À, vâng ạ. Quý thầy cô thấy rõ đúng không ạ? Cảm ơn quý thầy cô đã phản hồi cho em ạ. Rất là biết ơn, trân trọng biết ơn quý thầy cô lắm lắm luôn ạ. Ngày hôm nay chắc chắn là cô sau khi mà nghe được em chia sẻ từ phần phân khúc của sách rồi, thì chắc chắn là trong lòng mình đâu đó khi chạm đến sách cũng đã nhìn ra được cái mục đích trước đó của mình rồi đúng không ạ? Vậy thì để cuốn sách ở bên cạnh rồi chúng ta sẽ ghi tên sách nhé. Tên sách ở dòng thứ hai này này. Chúng ta sẽ ghi tên sách ở dòng thứ hai giúp cho em ạ. Rồi chúng ta sẽ ghi tên sách ra nhé. Rồi, khi ghi được tên sách rồi thì cái phần mặt cười này, quý thầy cô hãy ghi tên của tác giả giúp cho em ạ.
Nếu tác giả là một người nước ngoài thì hãy ghi tên người phiên dịch cho mình nhé. Mình hãy biết năng lượng của sự chứa đựng, đó là biết ơn cái người đã giúp mình ạ. Rồi ạ. Khi mà mình viết được tên tác giả ở đây rồi thì mình thấy cái hình mặt cười giống như tác giả vậy đó. Còn cái phần mặt mếu đó là cái phần mặt tác giả đang suy tư, suy nghĩ để viết được ra cái cuốn sách này. Thì lần lượt chúng ta sẽ trải nghiệm và lý giải được tất cả những cái gì ở trên cái tờ giấy của mình. Đúng không ạ? Đọc sách cộng hưởng thú vị lắm cả nhà. Rồi mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm đó hôm nay. Em mong là em sẽ nghe được rất là nhiều những cái cảm nhận của quý thầy cô ha. Rồi ạ. Và chúng ta đi đâu cũng thế, chúng ta cần phải biết được đích đến ạ. Đích đến của đọc sách lần này của chúng ta sáng hôm nay là gì ạ? Cho một ngày hôm nay ạ. Đó là gì ạ? Mục đích của em dựa trên một trong những cái câu hỏi như sau ạ. Câu hỏi đầu tiên là tại sao bạn lại lựa chọn cái cuốn sách này để đọc? Câu hỏi gợi ý thứ hai để xác định mục đích nếu chưa có ạ. Đó là bạn dành bao nhiêu thời gian? Không biết là em có đang hướng dẫn nhanh quá không ạ? Có kịp không ạ? Thầy Thiện ơi, thầy có kịp không ạ? Để em biết em điều chỉnh tốc độ ạ. Rồi. Dạ rõ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ nếu mình chưa xác định được, em cảm ơn ạ. Nếu mà mình chưa xác định được thì mình sẽ có những câu hỏi gợi ý để xác định mục đích quý thầy cô nhé. Thì đầu tiên là lý do tại sao bạn lại chọn cái cuốn sách này để đọc này. Cái câu hỏi gợi ý thứ hai là bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc này. Câu hỏi gợi ý thứ ba là nếu có tác giả ở đây bạn sẽ hỏi điều gì này. Câu hỏi gợi ý thứ tư là bạn muốn nhận được điều gì ở trong cái cuốn sách này. Được chưa ạ? Khi chúng ta hỏi mình những cái điều đó thì em muốn nhận được phương pháp ạ. Giáo dục. Tại nhà. Wow. Cho con. Và chia sẻ cho cộng đồng. Rồi ạ. Em đã xác định được mục đích ạ. Sau khi em đã xác định được mục đích thì em xác định một cái phần nữa, đó là em sẽ cảm thụ cái phần năng lượng của cái cuốn sách ngày hôm nay ạ. Đó là mình cầm cái cuốn sách này ở trên tay. Mình hãy cầm cái cuốn sách này trên tay với một cái tư thế ngồi 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 bằng cái ụ mông ấy. Chúng ta ngồi bằng cái ụ mông có hai cái xương mông ấy. Chúng ta ngồi trên ghế và chúng ta thẳng lưng, thẳng vai, thẳng tai và thẳng hông này. Trên một cái trục đường thẳng của mình so với lục hút của trái đất. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có sự cân đối ạ. Hai bàn chân của chúng ta đặt dưới đất mà song song được thì càng tốt. Nếu mà đang khoanh chân thì ngồi làm sao để hạnh phúc ấy, là chúng ta sẽ cảm nhận được cái hơi thở của chúng mình hít vào, hít mũi thật sâu, thở miệng, miệng mỉm cười ạ. Chúng ta sẽ làm lặp đi lặp lại 5 đến 6 nhịp ạ. Khi chúng ta đưa khí vào sâu bên trong cơ thể của chúng ta sẽ cảm nhận được rất là nhiều những cái hiện tại của mình, được chưa ạ? Rồi chúng ta nhìn vào cái cuốn sách này và chúng ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng. Vậy thì tay phải của mình đâu ạ? Tay phải của mình đâu ạ? Đặt cái cuốn sách lên bàn tay phải của mình ạ. Đây ạ. Đúng rồi, đặt sách lên bàn tay phải để cảm nhận ạ. Rồi, tay trái của mình đâu ạ? Tay trái của mình ạ. Bây giờ tay trái của mình cầm bút nhá. Để mình truyền tải ra này. Tay trái của mình này bắt đầu đặt ở góc, đây là góc phải của cái tấm hình chữ nhật đúng không ạ? Hình chữ nhật của có khung của ba ô như thế này, thì chúng ta nối từ cái đỉnh góc phải này xuống dưới đáy của góc trái này một cái đường cong theo cái cảm nhận của mình nhá. Mình cảm nhận xem cái đường cong của mình uốn lượn theo biên độ như thế nào, đó là sách truyền tải lực cho mình. Thì mình cứ vẽ theo cái cảm nhận của mình, được chưa ạ? Em nói lại nhá, chúng ta hãy đặt bút trên đỉnh của góc phải ạ, xuống dưới đáy của nối xuống dưới đáy của góc trái một đường cong ạ,
Đường cong này nó theo cái cảm nhận của sách truyền được cho mình hãy vẽ đi ạ. Cả nhà đặt bút xuống và vẽ đi ạ. Rồi ạ, sau khi kẻ vẽ cho mình xong rồi thì hãy xác định từ 6 đến 8 điểm trên cái đường cong này giúp cho em ạ. 6 đến 8 điểm ạ. Ví dụ nhá, em xác định và em vẽ hình mũi tên này. Cả nhà có nhìn thấy hình mũi tên không ạ? Rồi ạ, em vẽ bằng cái bút này thì nó sẽ sáng hơn á, rõ hơn để cho quý thầy cô nhìn thấy. Được chưa ạ? Ví dụ như hôm nay em sẽ xác định 6 điểm, mỗi ô là 2 điểm. Sau khi em đã xác định được điểm trên cái đường đường năng lượng này rồi thì em sẽ xác định xem là sách mà em muốn đọc ngày hôm nay sẽ xuất phát từ cái trang nào đầu tiên ạ. À, trang số 9 của em là đánh số đầu tiên của cái cuốn sách này ạ. Bắt đầu xuất hiện số trang đầu tiên ạ. Số của em là số 9 ạ. Vậy thì số 9 của em sẽ ghi vào cái cột đầu tiên này, số 9 ạ. Rồi ạ, cái trang sách cuối cùng ạ, dở cái phần sách cuối cùng, trang cuối cùng ra xem là số bao nhiêu ạ. Của em là số 421 ạ. Em ghi vào cột cuối cùng. Dạ, câu hỏi gợi ý cuối cùng đúng không ạ? Đó là bạn muốn nhận được điều gì từ cuốn sách này ạ? Cô Nhất ơi, có đúng không ạ? Có phải điều cô Nhất đang cần không cô? Dạ cả bốn câu ạ. Em xin phép được đọc lại nhé. Nếu mà cả nhà ai nhanh tay có thể ghi lên khung chat ạ. Để tạo phước báo ạ. Câu hỏi thứ gợi ý thứ nhất ạ. Đó là bạn tại sao bạn lại lựa chọn cái cuốn sách này để đọc ạ? Tại sao bạn lại lựa chọn cuốn sách này để đọc ạ? Câu hỏi gợi ý thứ nhất ạ. Câu hỏi gợi ý thứ hai ạ. Là bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc cuốn sách này ạ? Câu hỏi gợi ý thứ ba, nếu có tác giả ở đây thì bạn muốn hỏi điều gì ạ? Câu hỏi gợi ý thứ ba là nếu có tác giả ở đây thì bạn sẽ hỏi điều gì? Và câu hỏi thứ tư là bạn muốn nhận được điều gì từ cuốn sách ạ? Dạ, cô Nhất nắm được rồi đúng không ạ? Em đi phần tiếp theo ạ. Đó là sau khi chúng ta ghi được trang đầu, trang cuối của cuốn sách rồi thì chúng ta sẽ chia cái cuốn sách này làm 3 phần ngẫu nhiên nhé. 3 phần ngẫu nhiên. Và sau khi chia làm 3 phần ngẫu nhiên như này, nó sẽ chia ra làm hai nửa sách như này rất là rõ rệt. Vậy thì phần nửa sách đầu tiên này có số tận cùng là số 111, nó nằm ở bên tay phải. Và phần số còn lại cũng thế. Vậy thì số đầu tiên này, cái phần đầu tiên khi mình chia sách nhá là lấy số tận cùng bên tay phải này là 111, chúng ta ghi vào cột thứ hai ạ. Cột thứ hai. Cột thứ ba của mình đó là 255 giống như sách của em. Rồi, cả nhà hãy chia sách của mình và xác định ạ. Vì Hải thấy giá trị mà bất cứ ai cũng cần. Dành thời gian 4-5 phút. Nếu có tác giả sẽ hỏi tại sao viết cuốn sách này, tựa đề là vậy. Vâng. Chút nữa sẽ có câu trả lời luôn đấy cô Hải ạ. Cái này hay lắm. Mình có thể trò chuyện được luôn với sách mà. Cứ có nhiều câu hỏi đi ạ. Tuyệt vời lắm. Rồi ạ. Quý thầy cô đã xác định cho mình được 4 sau khi chia sẻ sau khi mình vẫn giữ được cái phần chia sách như thế này được không ạ? Sau khi là xác định được cái phần chia sách như thế này này, chúng ta có ví dụ như là cái ô giữa tùy theo từng quý thầy cô nhé. Ví dụ như là phần đầu tiên của cô, quý thầy cô lúc nào có hai cái mũi tên rồi này. Rồi ở đây ví dụ như có ba mũi tên, ở đây có ba mũi tên chẳng hạn.
thì tùy theo, còn em đi theo trên bản đồ em, ví dụ của em nhá, là cái ô đầu tiên này của em là có hai mũi tên, tức là tương đương với hai trang em muốn đọc, thì em sẽ tìm ra hai cái trang đấy ngẫu nhiên như sau. Đó là em sẽ lật dở cái từng phần như này, ở phần ô đầu tiên này, ô đầu tiên của em là cuốn sách này, em sẽ lật dở ra em tìm này, trang 65 này, trang 97 này, là hai cái trang mà em sẽ đọc. 65, 97. Quý thầy cô đã kịp chỗ này chưa ạ? Ok cho em ạ. Phần thứ hai ạ. Cô Thanh có nhắc lại cái khúc giữa, hai Ồ, cái khúc giữa. khúc giữa. À, chia chia sách làm ba phần ngẫu nhiên đúng không cô? Cái khúc giữa mà sau khi xác định trang đầu và trang cuối. À đúng rồi, bây giờ cô chia sách làm ba phần bằng phân chia sách làm ba phần ngẫu nhiên đi cô. Rồi, sau khi cô chia sách làm ba phần ngẫu nhiên thì nó chia làm hai phần sách như này đúng không cô? Dạ, cái phần sách này cô lấy phần đầu tiên bên tay phải này, có số đúng không ạ? Thì cô ghi vào cột thứ hai ạ. Cái cột thứ hai ạ, đây ạ. Cái phần đầu tiên bên tay phải. Đúng rồi, trang sách phần đầu tiên bên tay phải cô ghi vào cột thứ hai cho em ạ. Trang sách sau ấy cũng lấy ở bên tay phải ạ. Cô ghi vào cột thứ ba giúp cho em ạ. Được chưa cô? Rồi. Vâng. Ok. Rồi, sau khi như vậy thì bây giờ cô đi tìm những cái mũi tên này nó có số trang thì cô lật dở ngẫu nhiên đúng không cô? Được chưa ạ? Em tiếp tục nhá. Phần thứ hai này, em cũng dở ngẫu nhiên ra một trang sách. 106, 67, 1, 221, 167 này, 221 này. Đấy. 303, 325. Đó. Khi em xác định tìm số trang thì em chỉ cần nhìn vào số trang thôi để em xác định. Và đến cái phần này em rất là thích thú cả nhà. Đó là xác định cho chúng ta đó là ngẫu nhiên là logic. Thì cái phần này khi mà em đọc sách cộng hưởng thì em phát nguyện ra đó là ngẫu nhiên là logic là gì ạ? Đó là chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng cái mũi tên này, tức là xác định cho mình điểm đến ạ. Đầu tiên là xác định mục đích là điểm gọi là điểm đến lớn hơn là lớn rồi. Trong cái quá trình đấy thì chúng ta phải muốn đạt được cái mục đích lớn này thì chúng ta phải có những cái bước nhỏ này để đạt được cái mục đích đấy. Giống như là chúng ta leo cầu thang ấy. Chúng ta leo cầu thang từ bậc, chúng ta phải qua qua bậc 1 rồi đến bậc 2, bậc 3 đúng không ạ? Lên đến cái bậc 10 là cái đỉnh mà chúng ta muốn chinh phục đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái bước như này. Vậy thì chúng ta muốn lên cái bậc thang nào trước? Vậy thì cách cái điểm này thì chúng ta muốn đến điểm nào trước? Ưu tiên số 1 xếp trước. Ví dụ em muốn xếp số 1 ở đây ạ. Sau đó em đến số 2 ạ. 3. Xong rồi em đến số 4, 5, 6 đúng không cả nhà? Đó. Thì em đã hoàn thành xong cái số thứ tự ưu tiên trên cái bản đồ rồi đó. Ở đây lúc này em sẽ gọi nó là bản đồ đọc ấy. Thế thầy cô đã xác định cho mình xong chưa ạ? Em biết ơn cô Vân đã ghi chép bốn cái câu hỏi xác định mục tiêu đọc sách ở đây. Vâng. Dương Hải muốn nhận giá trị từ sách cũng như tác giả là thông điệp nhận giá trị vậy thì cái đây cũng là một từ khóa. Như thế nào được gọi là từ giá trị? Giá trị là những cái gì có lợi cho mình đúng không ạ? Ok, nhận những thông điệp mà có lợi cho việc gì của mình ngày hôm nay, cụ thể là càng cụ thể thì cụ mới thể được ạ. Rồi ạ, sau khi đã xác định được thứ tự ưu tiên của cái phần mình muốn đọc thì mình hãy dở ra phần đầu tiên này của em là trang đầu tiên của từ từ em xin lỗi em vội cái phần mặt cười này. Bây giờ chúng ta sẽ đi những thao tác nhé. Sau khi chúng ta đã đi thao tác này phần mặt cười như sau ạ,
đó là chúng ta hãy cầm cuốn sách đó trên bàn tay của mình đi ạ. Rồi ạ, chúng ta hãy lật cái cuốn sách này nhanh như một cuốn phim đang chạy như thế này. Chúng ta phải quan sát từ đầu đến cuối xem sách này trình bày có những gì từ đầu đến cuối. Và trong cái quá trình khi mà mình đọc ấy, xin lỗi, qua quá trình mình quan sát ấy, là mình không phải bắt buộc là mình phải đọc chữ gì cả. Mình chỉ quan sát thôi, nhưng mình thấy có nhiều cái ý hay quá thì mình có thể ghi luôn, nhanh tay mình ghi luôn xuống đây là những cái điều mà tôi nhận được trong cái quá trình sách này. Và lật nhanh như vậy mà não bộ của chúng ta nhận được thì đây là một trong những nghiên cứu khoa học đã được chứng minh rồi ạ. Cho nên là chỉ cần lật sách thôi mà não bộ của chúng ta đã nhận được rất nhiều thông tin ạ. Và sau khi cái phần mặt cười này, đó là nó có một cái, đó là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho mình ngày hôm nay là gì. Vậy thì thông điệp quan trọng, cái phần quan trọng của tôi đang làm ở đâu trong đầu của mình khi lật dở sách ấy, khi mình lật dở sách như này, hãy hỏi là thông điệp mà tác giả muốn gửi cho tôi ngày hôm nay, thông điệp quan trọng dành cho tôi ngày hôm nay ở đâu. Cứ như vậy, và chúng ta sẽ dừng lại ở một trang bất kỳ, được không ạ? Dừng lại ở một trang bất kỳ, và cái chữ đầu tiên ập vào mắt mình ấy ạ, chữ đầu tiên ập vào mắt mình, đầu tiên nhìn thấy ghi lại ạ. Không cần lý giải, không cần phải giải thích nhá. Cả nhà ơi, kịp chỗ này không ạ? Kịp cô Thanh ơi. Vâng. Vậy thì mình làm luôn ạ. Nếu mà cái trang này mà mình bắt được những câu nó có ý nghĩa quá, mà bây giờ mình chưa có đi giải thích luôn, thì mình có thể nhanh tay mình ghi lại cái trang này để tí nữa mình có thể dở dở lại ấy, tức là có địa chỉ điểm đến đấy cả nhà, được chưa ạ? Rồi đến cái phần mặt mếu này, là đó là lý do tại sao tác giả lại viết cái cuốn sách này cho chúng ta, cho riêng ta nha, cho riêng cá nhân ta thôi. Vậy thì đi tìm lý do này, cũng giật lật dở sách từ 3 đến 5 lần mà mình kết hợp với hơi thở, như lúc đấy mình kết hợp ấy, mình hít một hơi thật sâu như vậy để mình vừa quan sát mình vừa cảm nhận. Vậy thì mình dừng lại ở một trang bất kỳ này, nhưng nó nằm ở nửa phần đầu của sách, được chưa ạ? Rồi. Thưa quý thầy cô, nhà mình đã kịp được đến chỗ phần lý do tại sao ở phần mặt mếu chưa? Cô Thanh ơi, mặt mếu là tác giả, còn mặt cười là người dịch hả cô? Hay là sao? Không, không phải. Cái phần mặt cười như này là tên của tác giả đúng không cô? Và ở phía dưới của cái tên của tác giả này nó có người phiên dịch đó cô. Cái góc mặt cười ở trên là tác giả hay người Vâng dịch? ạ, cả tác giả cả người dịch, tức là ở cái phần mặt cười này mình sẽ ghi toàn bộ các cái thông tin liên quan đến tác giả này, liên quan đến người phiên dịch nữa, để mình ghi nhớ ấy, giống như là trên hình ảnh của cô Vân, dưới là tên của cô Vân đấy. À, có nghĩa là dưới nè hình ảnh, còn trên là tác giả hả? Đây, mình ghi Dạ. ở trên là hình ảnh này, hình ảnh mặt cười này, ở dưới là tên này cô. Dạ, tên tác giả. Vâng. Rồi, còn mặt cười ở mếu ở dưới là ai? Mặt mếu này cũng là tác giả, nhưng là đây là gương mặt suy tư. Gương À, mặt rồi. suy tư này có một cái câu hỏi, đó là hôm nay tại sao tác giả lại viết cái cuốn sách này cho mình nhé cô? Dạ, Thì dạ. mình sẽ đi tìm luôn câu trả lời luôn được mà. Đó là mình dừng lại ở một trang bất kỳ ạ, nhưng nó nằm ở nửa phần đầu cuốn sách, và cái thông điệp nào nó ập vào mắt mình đầu tiên thì mình nhận được, mình ghi lại thôi. Được chưa ạ? À? Có kịp không cả Ok. nhà? Dạ cô Vân kịp rồi đúng không cô Vân? Dạ ok. Vâng ạ. Rồi, sau khi mà mình đã nhìn thấy này, nó ở đây nó rất là thú vị.
Thì cả nhà có muốn em chia sẻ hay là em đi các phần tiếp theo ạ? Bây giờ cả nhà có muốn nhận cái thông điệp wow nào đó không ạ? Hiện tại cả nhà đang có thấy có cái cảm nhận va chạm với mình không ạ? Ví dụ nhá, bây giờ ví dụ như em này, sau khi em tìm ra được cái phần quan trọng tác giả này, cái thứ hai nữa là em biết được lý do tại sao mà tác giả lại viết cho em cuốn sách này này, đó là trang bị cho bạn kiến thức này và thông điệp là hoàn toàn không liên quan. Tức là cái gì không liên quan ở đây? Chắc là từ nãy giờ tác giả đang nói rằng là em nói nó chưa được logic lắm hay sao ấy. Em tự tự nhận thức thấy bản thân mình như thế, tức là không bám chấp vào hình tướng, mình chỉ dựa vào tất cả những cái thông điệp như này và mình luận giải tại thời điểm hiện tại ạ. À. Được không ạ? Cô Thanh ơi, Dạ. chị vừa chạy nên gọi cháu đi học á, cô nhắc lại một khúc khúc vừa nãy cô nói á. À, em đang nói rằng là sau khi mình nhận được thông điệp ấy cô, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là một bên là câu hỏi, một bên là câu trả lời. Ví dụ như là đây là câu hỏi là bạn muốn trang bị kiến thức gì cho cái việc là ở trên đây là phương pháp giáo dục tại nhà phù hợp cho con và chia sẻ cho cộng đồng. Em thấy rằng là ngay từ đầu ấy, tác giả nói rằng là nó không hoàn toàn liên quan. Thì cái này em sẽ tìm hiểu thêm là không hoàn toàn liên quan điều gì. Và em có nhiều cái câu hỏi ấy, thì em sẽ quay lại cái trang này em làm rõ hơn đấy cô. Rồi, hoặc là ngay tại thời điểm này các quý thầy cô sẽ thấy rằng là đây là cái câu hỏi và đọc sách ấy, nó sẽ ra một cái là ngẫu nhiên là logic là một này. Được chưa ạ? Đọc sách là phóng chiếu nội tâm bên trong của mình. Tức là đôi khi ở bên trong của mình ấy muốn muốn được thể hiện, muốn được gọi tên và làm rõ ấy, thì qua cái lần đọc sách này là chúng ta đang vừa là trò chuyện với chính trong tâm của chúng ta. Đó. Có những cái mà nó em cần phải tự luận giải được chính cái thông điệp của bản thân mình qua đây. Vậy thì làm sao để chúng ta luận giải được thông điệp của chính bản thân mình, thì chúng ta chỉ có đọc nhiều sách lên này, học tập những nơi cần học này. Ví dụ như bản thân cá nhân em Thanh thì rất là biết ơn khi mà em biết được cái giáo dục tận gốc ạ, hướng tới sự trưởng thành tận cùng của con người ạ. Thì em sau khi em đã học xong cái lớp học đó, em đọc bất cứ quyển sách nào em cũng thấy dễ hiểu ạ. Và sau khi em thấy rằng là dễ hiểu thì ngày hôm nay em có cơ hội, Viên Minh đã cho em có cơ hội để em chia sẻ cái phương pháp đọc này đến quý thầy cô, cha mẹ phụ huynh và các em học sinh ạ. Sắp tới thì có thể là khi em đã nhuần nhuyễn được hơn nữa thì em có thể chia sẻ cho các em với một cái phương pháp và trang, thì muốn làm được điều đấy thì em cần phải trang bị những cái kiến thức này. Thì có cả những cái kiến thức hoàn toàn không liên quan nữa thì em cũng cần phải nắm bắt được để em có thể mở rộng cái thế giới quan của mình ra để em chia sẻ. Vậy thì em không biết là ngay tại hai cái thông điệp này thì cả nhà đã dịch được cho mình chưa? Hoặc là nếu chưa dịch được thì em sẽ dịch mẫu ạ. Ai là ai muốn dịch mẫu trong cái thông điệp của mình ạ? À, em đã hiểu và em muốn dịch ạ. Dạ vâng ạ. Em mời cô Hải sẽ tự giới thiệu cho em ạ. Thứ nhất là mục đích của cô đọc sách là gì và tên sách là gì được không ạ? Dạ vâng ạ. À, lời đầu tiên cho em trân trọng biết ơn cô đã giao duyên đến em. À, mục đích em đọc cuốn sách thứ nhất là có những kiến thức giá trị cho chính mình. Và khi em có kiến thức giá trị cho chính mình thì em muốn là nguyện ước của em sẽ có từ kiến thức đọc sách nghe thì em có thể trao giá trị kiến thức với những nhân viên em gặp, những người bạn, những ai idol đó thì có nhân duyên để gặp ạ. Thì em sẽ trao điểm trao giá trị và gửi thông điệp từ cuốn sách, mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ đầy đủ trí tuệ và phước lành ạ. Dạ. Cuốn sách chị đọc là gì ạ? À, dạ cuốn sách của em là Lập Trình Thành Công, tác giả là Trần Toàn, người dám cho đi ạ. À, lập trình thành công đúng không cô? Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Cái thông điệp mặt cười của cô là gì ạ? À, thông điệp mặt cười của em là cân bằng lợi ích ạ. Dạ, cân bằng lợi ích ạ. Được Lời ạ. nói mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa nóng nhau. Mặt mếu đấy hả cô? À, mà đây em đang chuyển sang là mặt cười ạ. Còn mặt Vâng mếu ạ. chưa? Vâng. Thành công về sức khỏe. Dạ, đúng rồi. Thế bây giờ em sẽ hỏi cô nhé. Trên cái này có phải là cô rất là muốn chia sẻ và trao giá trị đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì đầu tiên là mình cần phải có gì ạ? Cần có gì ạ? Cần có sức khỏe đúng không ạ? Và cần có sức khỏe đúng rồi ạ.
Chính xác ạ. Và xác định xem là lợi ích của cái việc mình chia sẻ dành cho đối tượng, người đối diện có được lợi ích gì khi nghe chia sẻ của mình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Chính xác. Khi mà mình xác định được cái điều đấy thì nội dung của mình có ích gì cho người đối phương nghe thì mình chia sẻ, đúng chưa cô? Dạ vâng ạ, em biết ơn Vậy, cô. dạ đúng rồi, khi mà mình dịch nghĩa được đến đấy thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung ở phía bên trong ngày hôm nay. Thì mình cụ thể là mình chia sẻ cái gì, cô Hải đồng ý không? Dạ vâng ạ, em biết ơn cô ạ. Mình đi tiếp nha. Rồi, mình đi tiếp ạ. Khi mà mình đi tiếp tất cả những cái này thì cái ô đầu tiên, ưu tiên số 1 của mình như thế này. Thì trang bao nhiêu thì mình mở ra. Và ví dụ như là trang của em là 167, em dở ra và cái thông tin ập vào mắt em đầu tiên em ghi lại. Rồi ạ. Đó. Cả nhà có thấy em? Ghi lại thông Dạ. tin. Cái trang đầu tiên là ghi lại thông tin đúng không cô? Đâu ạ? À? Không phải là ghi lại thông tin mà là ví dụ nhá, cái trang này của mình dở ra thì đây là cái ưu tiên số 1 của mình đúng không cô Hải? Và cái khi mà mình dở ra ấy, cái thông tin nào nó ập vào mắt mình đầu tiên thì mình chỉ ghi lại thôi và không cần lý giải đâu cô Hải. Dạ vâng ạ. Giống như lúc nãy cô bắt được từ khóa, đây được gọi là từ khóa cộng hưởng đúng không cô? Dạ vâng ạ. Dạ đúng rồi, cô ghi đi ạ. Và chúng ta sẽ hoàn thành, nếu mà ai hoàn thành xong sớm thì em sẽ hướng dẫn sớm ạ. Được không ạ? Chúng ta bắt đầu nhé. Từ con đi ra, Em nói chuyện nhé. con muốn mặc gì nào? Cho con ăn là ao Quê con, quê con muốn làm gì chứ vậy? con đi Dạ em xong rồi cô ơi. Ô, cô làm được xong, cô lấy bao nhiêu điểm? Em lấy được 2 điểm ạ. Ô, thế từ trên cái đường cong này của chúng ta là xác định từ 6 đến 8 điểm mà, tối thiểu là phải 6 điểm chứ. À tối thiểu là 6 điểm. À, cô cho em hỏi một chút là có phải là mỗi điểm là cái tiêu đề và thông điệp mà cuốn sách mà trang sách muốn gửi đúng không cô? Đây nhá. Thông điệp thì cô có thể nhận ngay ở hai cái trang đầu tiên này rồi. Nhưng mà ở bên trong này là nội dung để cho mình làm rõ hơn. Đây là một cái cuộc nội trò chuyện và mình là trọng tâm của cái việc trò chuyện này với tác giả đấy ạ. Đúng không ạ? Dạ em hiểu ạ. Vâng, thì mình phải ghi đủ tại sao nó là 6 đến 8 điểm mà lại không nhiều hơn, không ít hơn. Được Dạ. không? Vâng, thì hãy đặt cái câu hỏi có liên quan đến tiêu đề. Ví dụ như là em ra được cái đề bài như thế thì ai mà hỏi hoặc là có câu hỏi gì đấy hỏi dựa trên những cái điều đấy em sẽ dễ trả lời. Và trong cái quá trình mà trên cái đường cong này mà mình có xác định hai điểm là mình thiếu rồi, mà mỗi một cái ô này là mình chia ra ba khung như này cơ mà cô Hải. Dạ vâng ạ, em hiểu ạ. Rồi, và bây giờ cô, khi mà cô xác định được có hai điểm thì cô lại phải xác định, bây giờ là phải xác định số trang của cô có. Sau đó cô xác định số trang rồi cô lại sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các cái số trang đó, đúng không ạ? Em hiểu ạ. Dạ ok cô ạ. Rồi chúng ta sau khi mà chúng ta nhận được hết các cái thông điệp ở trong cái cuốn sách này rồi thì chúng ta ghi lại đi ạ. Chúng ta hãy ghi lại theo cái thứ tự ưu tiên đó.
Sau khi mà đã lấy được hết các cái từ khóa ở các điểm rồi ạ, thì cảnh các quý thầy cô có thể nhìn thấy ngay tại cái thời điểm là giống như em đi, em đến cái phần số 6 này này, em thấy có một vài cái thông điệp mà em cần làm rõ hơn, thì bắt đầu em sẽ ghi, em quay lại em đọc luôn cái trang đó và em ghi ra được những cái bài học cần phải mở rộng. Em ghi trên phần ô trắng ở phía trên ạ. Tôi em đã ghi được ra 6 hạng mục rồi cô ạ. Vâng. Bây giờ trong cái quá trình cô ghi được 6 hạng mục đấy rồi thì cô đọc lại một lần giúp em ạ. Hạng mục thứ nhất là Không, cô đọc thầm trước đi ạ. Cô đọc thầm trước đi. Tức là cô quan sát lại cái quá trình đọc của mình nhé. Là ở phần tất cả những cái từ khóa này có những cái từ nào khiến cho cô ra được những cái câu hỏi của vậy thì ví dụ như là cái bữa ăn nghĩa là gì này, sau đó là ví dụ như em là phát triển trí thông minh cảm xúc là như thế nào này, rồi nêu cái gợi ý cho con là như thế nào này, hoặc là tất cả những cái đó thì em có thể quay lại hết cái trang này, em dở ra và em làm rõ nó trên cái phần này. Sau khi em đã làm rõ một lượt, khi mà em đọc một lượt á và có những cái câu hỏi có liên quan thì em mở rộng, sau đó cái bước cuối cùng là em sẽ ra hành động ở đây cô Hải ạ. Hành động của em là gì ạ? Đó là mỗi mỗi một đứa trẻ nó sẽ có một cái ấy, tức thì em cần phải có là tìm ra được cái nhu cầu và mong muốn của con em. Tức là em tập trung vào con, là sau đó em có hiện thực là nhu cầu và mong muốn. Vậy thì nhu cầu khác với mong muốn ở chỗ nào? Nhu cầu là gì ạ? Mong muốn là gì ạ? Và chúng ta sẽ làm rõ ở cái điều này. Thì chúng ta phải phân biệt được tất cả những thuật ngữ này. Chính vì thế nên lúc đấy em mà nói là không hoàn toàn liên quan thì trong cái mục này em muốn tìm hiểu là đó là những cái ví dụ về giáo dục không thể tách rời đời sống. Đó là chúng ta phải liên quan đến đời sống thì em phải ứng dụng được thì em mới có thể lấy ví dụ được. Cho nên là có những cái không liên quan đến nhau, ví dụ như là giáo dục này và đời sống này, rồi là có những cái nó không liên quan là gì ạ? Rõ ràng là mong muốn này và nhu cầu này là hai cái nó không liên quan gì đến nhau, mình phải tách rời ra được cái điều đấy và mình phải hiểu. Thì sau đó thì khi em làm rõ được cái phương pháp trong cái quyển sách này thì có phải là cái quyển sách này em đã được ứng dụng vào trong đời sống không cô Hải? Ví dụ nhá, bây giờ cái phần bài của cô đi, cô đọc cho em 6 cái điểm của cô tiếp theo này. Ví dụ bây giờ để xác định, để trao kiến thức và trao đi cho cộng đồng thì đầu tiên cô phải xác định sức khỏe ạ. Vậy thì cô sẽ hiểu được rằng là hai cái từ sức khỏe này theo định nghĩa trong cái góc độ hiểu của cô, sức khỏe nghĩa là gì ạ? Đúng không ạ, cô Hải? À, dạ vâng ạ. Sức khỏe làm gì ạ? Theo theo của WHO định nghĩa đi ạ. Đúng không ạ? Thì cô cần phải mở rộng các cái từ khóa này ra để cô biết rằng là cô đạt được sức khỏe. Vậy thì cô sức khỏe là cái gì? Và ví dụ như là lợi ích của người đối diện muốn nhận được, vậy thì cô có bao nhiêu lợi ích mà người nhận đối diện cần nhận được thì cô cũng phải cần phải dịch nghĩa ra đây đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ đến phần ô đầu tiên, ví dụ như là mục đầu tiên của cô nhận được là gì ạ? Ô đầu tiên của em là yếu tố tinh thần. Dạ, yếu tố tinh thần, hay quá. Một từ khóa hai Ô ạ. ô thứ hai là thành công về sức khỏe ạ. À. Rồi ạ. Ô thứ ba là một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt. Cuốn sách hay cho ta một người bạn tốt đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Hay quá. Cho ta một người bạn tốt ạ. Rồi ạ. Cho ta một điều hay ạ.
Rồi ạ, 4 ạ. Số 4 là người bình thường, người giàu, người thành công ạ. Người thành công rồi ạ. 5 ạ. À, số 5 là thay câu hỏi đổi cuộc đời ạ. À. Rồi ạ. À, yếu tố cuối cùng là tính tính không ạ. Hay quá cô ơi. Con này. Cô Hải có thấy phần đọc của mình hay không cô? Dạ, em trân trọng biết ơn cô lắm lắm ạ. Dạ. Em vâng, quý thầy cô ơi, còn có 4 phút nữa thôi là mình có thể là đã hết giờ chia sẻ với cô. Thì ai có việc thì mình cứ chia cứ đi sớm ạ. Rồi ạ, có những cái bài học gì thì các cô có thể chia sẻ vào ạ. Vậy thì hôm nay nhá, đầu tiên giống như lúc nãy em thấy từ khóa là sức khỏe của cô Hải đúng không ạ? Vậy sức khỏe theo WHO định nghĩa đó là thể chất, tinh thần và mối quan hệ. Thì ở đây đầu tiên là cô quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Vậy thì tinh thần của cô khỏe thì tinh thần của cô khỏe là gồm có những cái gì? Thì cô phải phải rõ được cái phần tinh thần này của cô. Tinh thần ở đây nó cũng liên quan đến mặt năng lượng đấy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, năng lượng khi mà mình chia sẻ thì phải cân bằng và ổn định đúng không ạ? Dạ. Rồi, vậy thì làm như thế nào để nó cân bằng và ổn định? Thì cái này mình phải tự tìm câu hỏi đúng không? Tự tìm câu trả lời đúng không ạ? Và thành công trong sức khỏe là như thế nào? Thì ở đây nó giống như cái câu đầu tiên mà mình mở mặt nếu là thành công là hỏi gì đấy ạ? Ở cái Cô phần mặt mếu, hỏi lại em được. Cô hỏi lại đi ạ. cái phần mặt mếu của cô ấy, thông điệp của cô mặc nhận được là gì ạ? À, thông điệp mặt mếu của cô của em là hãy tỉnh thức và giác ngộ. Ờ thế lúc đấy nó khác đấy nhỉ? Lúc đấy em ghi lại mặt mếu của cô là ghi chữ gì thành công á? À, mặt mếu Mặt cười của cô là cân bằng đúng không? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đúng không? À. Thế thì lúc đấy cái mặt mếu của cô là thành công ạ. Mếu là cô ơi, mặt mếu là thành công về sức khỏe, không bao giờ là quá muộn. À đó. Cô. Đấy mặt mếu đấy. Vâng ạ. Thì cô có thấy rằng là hai cái này nó đều nhắc cho cô về sức khỏe không ạ? Thế hiện tại thì cô Hải đang quan tâm đến sức khỏe. Và sức khỏe ở đây đầu tiên là sức khỏe yếu tố của tinh thần cô ạ. Cô phải thành công trong yếu tố sức khỏe tinh thần thì cô mới có thể chia sẻ được cho người khác. Đó là trao giá trị đúng không cô? Dạ vâng ạ. Và cô dựa trên một cái cuốn sách hay, dựa trên cuốn sách hay sẽ là một người bạn tốt và người thầy dẫn dắt cho cô. Vậy thì cô sẽ lựa chọn cái cuốn sách nào để làm phương tiện công cụ để chia sẻ đi cho người khác đúng không cô? Dạ vâng ạ. À, vâng. Và sau khi mà cô sẽ thấy rằng là người bình thường hay là người thành công hay là người giàu có thì ban đầu em cũng chia sẻ là về cái rào cản về thời gian các thứ đấy thì đều là do họ lập trình đúng không ạ? Chúng ta đều giống nhau và chúng ta có lựa chọn được ra không? Và có một cái câu nữa thay thay đổi câu hỏi là thay đổi cuộc đời đúng không ạ? Vậy thì có một cái cuốn sách mà hướng dẫn cho tất cả này, đó là sức mạnh của câu hỏi đúng không ạ? Đây là em được một cái người chị chia sẻ cho em về về cái câu này. Thì đây là cái cuốn sách hãy mua ngay khi được giới thiệu. Sức mạnh của câu hỏi đúng. Và trạng thái tính không này thì cô đã học lớp thấu hiểu nội tâm chưa cô? À, dạ em học được một số buổi rồi ạ. À hay quá. Vậy thì tính tính không của trong con người ai cũng có nhưng mà được giấu rất kỹ ở trong phần cấu trúc con người ấy thì cô có thể nghe và hiểu thêm cô nhé. Dạ em biết ơn cô lắm lắm ạ. Dạ đó. Thì đấy là cái thông điệp mà cô muốn chia sẻ những cái giá trị. Vậy thì cô sẽ cần phải thấy rằng là giá trị là gì ạ? Vậy thì cô muốn chia sẻ giá trị của sách hay là cô muốn chia sẻ giá trị của bản thân? Nếu mà giá trị của cá nhân thì bao gồm những cái gì ạ? Đầu tiên nó phải yếu tố của sức khỏe là chính xác. Sức khỏe này, sau đó là tri thức này. Và tri thức và mối quan hệ đấy ạ. Có phải là hôm nay trong cái quyển sách này nó hướng dẫn cho cô rất là nhiều để cô đạt được cái mục đích to lớn này của cô không ạ? Đó Dạ là trân trao trọng. giá trị của chính mình cô ạ.
Em biết ơn cô rất nhiều ạ. Biết ơn cô lắm lắm ạ. Cô Hải hôm nay nhận, cô Hải được nhận được điều gì ạ? Dạ, thời gian em chia sẻ cũng đã hết rồi ạ. Nhưng mà nếu mà có cảm nhận thì cô Hải cứ nói ạ. À, trước tiên là trân trọng biết ơn giáo viên Viên Minh, cũng như là biết ơn cô Lý tạo ra một môi trường để chúng ta cùng phát triển, cùng trao giá trị. Trao giá trị ở đây là trao giá trị cho mình trước, trao giá trị người thân, gia đình và trao giá trị ngoài cộng đồng. Mà khi mà em tâm đắc nhất là đó là sức khỏe. Và bản thân em cũng đang mong muốn là không những là giá trị từ những điều hay là cuốn sách khác, nhưng mà giá trị em mong muốn lớn nhất ở đây đó là giá trị em muốn trao đến cộng đồng, đó là sức khỏe. Hay quá. Sức khỏe ở đây thì yếu tố sức khỏe tinh thần là một cái nhắc nhở luôn cho cô ấy cô. Dạ, biết cô làm lắm ạ. Ừ, bởi vì sức khỏe nó rất rộng không? Thì trong đấy có sức khỏe về thể chất này, về tinh thần này, và mối quan hệ này thì hiện tại đang nhắc cho mình về tinh thần. Vậy thì trong tinh thần bao gồm những cái gì? Thì đó là lương tâm và nhận thức trí tuệ của mình lên thôi. Thì mình có biết được thấu hiểu nội tâm đúng không ạ? Ở bên chương trình của VM có chương trình đấy. Thì cô Hải có thể theo sát để có thể bổ sung thêm cho mình, sau đó thì nâng cao cái giá trị lên được ạ. Em biết ơn cô lắm lắm ạ. Cũng mong được sự trợ duyên từ cô, từ các quý thầy cô ạ. Để cho con, chị cho em được hoan mỹ ạ. Dạ, rất là biết ơn cô Hải hôm nay có một cái sự tương tác rất là nhiệt tình cho cái buổi đọc của em ngày hôm nay ạ. Trân trọng biết ơn cô Hải rất là nhiều ạ. Trân trọng biết ơn cô cũng như là giáo dục cộng đồng Viên Minh cũng như là cô Lý ạ. Biết ơn lắm lắm ạ. Cô Vân ơi, cô Vân xinh đẹp. Hôm nay cô có nhiều câu hỏi gì muốn chia sẻ với em không ạ? Hỏi hả? Dạ. Hay có chia sẻ hay có cảm nhận gì để em thêm cái phần bổ trợ cho mình ạ? Nhờ cô Thanh giải đáp hộ chị thông điệp á. À vâng ạ, cô đọc đi ạ. Đầu tiên đọc cái ô tác giả trước đúng không? Vâng ạ, cô cứ bắt đầu từ đâu cũng được cô. Mặt cười là trùng khắp của nội tâm. Vâng ạ. Mặt mếu. Mặt mếu là vô hình chung, chúng ta đã yêu thương bản thân bằng cách cho đi và nhận lại. Vậy thì mục tiêu của cô là gì ạ? Mục đích của cô là? Mục đích là làm sao để biết cách yêu bản thân. Đấy, nó trả lời luôn cho cô rồi đấy cô. Hai thông điệp đã trả lời luôn cho cô rồi đấy cô. Cô Thanh nói rõ hơn được không? Đây nhá, trùng khắp của nội tâm của cô là gì ạ? Cái sự trùng khắp của nội tâm là tính thiện, tính không đúng không cô? Và vô hình chung cái sự cho đi và nhận lại đúng không ạ? Yeah. Là khiến cho cô, mục đích ban đầu của cô là gì ạ? Làm sao để yêu thương bản thân mình đúng không cô? Yeah. Đấy, thì cô cho đi đấy. Em đang thấy cô là cô đang cho đi cái giá trị cho cộng đồng về hạnh phúc gia đình này. Rồi cô hướng dẫn cho dạy online, dạy trên online mà làm sao có những cái phương pháp giúp cho những người giảng dạy trên online đạt được hiệu quả này, học một lần mà dùng trọn đời này. Đấy, đấy là cái mà cô đang cho đi đấy cô. Cái trùng khắp của nội tâm này nghe nhiều rồi mà cô. Cái trùng khắp là tính tầm bậc mấy cô? Bậc 5 á. Đúng rồi cô. À, bậc 4 chứ nữa, bậc 4. Trùng khắp. Trùng khắp là bậc 4 bậc 5 ạ? 4 thì 3 năm ta. 5 là ngũ nhãn. 4 là trùng khắp. Vâng, đấy, được chưa ạ? Đấy. Đấy, thế là khi mà cô lâng đến tầng bậc nhận thức từ bậc 4 bậc lên đến trở lên thì bắt đầu là cô thấy được cái hạnh phúc cho bản thân đúng không cô? Dạ. Dạ. Đấy, chỉ cần hai cái mặt mếu và mặt cười này thôi là đã giải thích được mục đích của cô rồi. Nhưng mà bây giờ cô đọc hết một lượt từ một điểm một đến điểm còn lại của cô trong đấy, nó sẽ nói rõ hơn cho cô đấy ạ. Bây giờ đọc hay là tự đọc của cô Thanh? Nếu cô thấy hay thì cô có thể đọc.
Một là đó là những bước đi nhỏ mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ trên hành trình học cách yêu bản thân. Cụ thể ở đây là học cách đón nhận. Hay quá. Hai là nó cũng trùng với con một luôn, không hiểu sao đánh số này đánh đúng giống nhau. Rồi không Một, sao, tiếp hai. tục đi cô. Vâng ạ. Ba là điều gì thực sự cản trở chúng ta trở thành những con người hạnh phúc? Rồi Bốn. đấy, xác định được nguyên nhân này, cản trở thì sẽ tìm ra được hạnh phúc thôi ạ. Bốn là tôi tìm kiếm những điều tốt ẩn chứa bên trong mỗi người. À, điều tốt từ mỗi người. Tức là cứ nhìn thấy người là chỉ nhìn thấy điểm tốt thôi. Rồi ạ. Năm, khi lượng đủ chất sẽ đổi. Đúng, đủ lượng chất sẽ đủ đổi. Cô đọc cái cuốn sách gì mà hay vậy? Yêu mình đủ bạn có cả thế giới. Ôi dồi ôi. Tuyệt vời cô Sáu. ạ. Dạ. Sáu là người có trí tuệ, là người có nhận thức nội tâm, vượt trên vấn nạn phát sinh. Đó, xong. Vậy là cô sẽ đạt được hạnh phúc đấy cô. Và em thấy rằng là cô là cô giáo mà được rèn luyện và đào tạo trong một môi trường vô cùng là ưu tú. Cho nên là em tin chắc là những cái điều này cô sẽ nhận được từ môi trường ạ. Dạ. Và cô có thấy hạnh phúc trong cái quá trình đọc sách ngày hôm nay không cô? Có cô Thanh. Dạ, em biết ơn cô rất là nhiều ạ. Hy vọng là cô có thể truyền tải cái điều hạnh phúc này tới cộng đồng cũng như là con cái cho chính mình ạ. Biết ơn cô Dạ. Thanh. Em xin phép không biết là còn ai muốn chia sẻ không? Không thì em xin phép được mình rời Zoom và nghỉ buổi sáng ngày hôm nay ạ. Rất là trân trọng biết ơn cô, trân trọng biết ơn tổ chức Viên Minh ạ. Cô Thanh lên cả nhà. Dạ. Em chào chị Nghĩa nhá. Chị Nghĩa đáng yêu lắm. Thế chị Nghĩa hôm nay có muốn chia sẻ gì cho em không ạ? Hôm nay Thực chị sự đi là cái sự hiện diện chăm chú ấy mà không nghe được hết thì em thấy chào rồi nhưng mà vẫn quay lại. hôm nay chị cũng đang đọc cuốn sách Tâm ngôn của thầy Bùi Vâng ạ. Dung Châu. Thế Em hôm chào nay cả tâm ngôn, nhà. hôm nay Hôm nhận được tâm ngôn gì ạ? nay là mình muốn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công. Hôm nay Rồi có ạ. sự kiện mới đối với chị, nên là chị muốn tìm hiểu sâu về mình có thể làm gì trong ngày hôm nay để tiếp nhận được những điều mới đến với mình À hay quá cô ơi. Thế thì hôm nay cô nhận được cái gì ở trách đấy ạ? nay. Thì đầu tiên là muốn hỏi thầy là điều gì để mình có được một niềm vui trong một ngày mới. Nhận được một câu trả lời của mình là khi gấp rút thì dễ sai sót vì không bình tĩnh để nhìn rõ và nhớ đúng, nên ở phần mặt cười á. Vậy thì thay 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 từ gấp rút này thành từ gì ạ? Từ bình tĩnh. Chính xác. Đúng rồi. Còn câu hỏi là điều gì để có được nhiều niềm vui thì nhận được mà về mặt nếu là có hiểu mới dễ tha thứ, có hiểu mới biết dễ yêu thương người khác. À thế thì cần đầu tiên là phải xác Đúng xác nhận là hiểu trước đã đúng không ạ? Thấu rồi hiểu trước ạ, phải thấu rồi hiểu. mới mới đến yêu thương chứ không phải yêu thương Đúng rồi rồi, mới thấu hiểu đúng không ạ? đúng rồi, đúng rồi đó. Tức Đấy. là phải có hiểu thì mới có thương đó. Đúng rồi. Vâng. Đấy Mà trước khi hiểu thì phải quan sát đúng rồi. không Cái đấy là về phần mặt là nếu. Còn hôm nay vẽ về mặt bản sơ đồ thì mình đánh được 8 dấu. ạ? Dạ. Cô có thể chia sẻ dấu đấy ạ. Về phần một là văn chương là hư ảo và tiền bạc là cụ thể, đấy là câu đầu tiên này, câu mình đánh số 1 ạ. Vâng ạ. Câu số 2 là hỏi về chuyên khoa bao giờ cũng giỏi hơn đa khoa, Vâng ạ. và câu số 3 nó cũng có liên quan đến câu số 2 đó, là Vâng ạ. tưởng học nhiều thứ sẽ làm giỏi, sự thật là sẽ trái ngược lại. Dạ.
Câu số 4, đánh dấu số 4 của mình là đối với phụ nữ, cảm giác và cảm xúc là quyết định mọi cử chỉ, thái độ và hành động, việc làm của họ. Dạ, đúng rồi, thái độ ạ, tâm thái. Tâm Tôi thái ạ. của mình khi đối với người phụ nữ à. Chắc là mình là phụ nữ kiểu tính hay nóng vội nên Không ạ, ra ngay từ bây giờ mình chuyển đổi luôn là tâm là thái của mình, chị chỉ cần dịch chuyển thôi ạ. Lúc đấy em đã hỗ trợ cho chị câu đầu tiên gấp rút thành dịch chuyển tâm thái. Đó là tâm thái mình chỉ cần dịch chuyển thôi ạ. bình Thì tĩnh. chị hỏi một câu này. Thứ nhất là chuyên khoa nó cũng rất là quan trọng, nhưng đa khoa nó sẽ quan trọng hơn đúng không ạ? Không, chuyên khoa sẽ quan trọng hơn đa khoa. À quên, đúng rồi, đa khoa cũng rất là quan trọng, nhưng nó có cái quan trọng hơn, đó là chuyên khoa đúng không ạ? Đúng Vậy rồi. thì giống như chúng ta đọc sách này này, em cũng chia sẻ một góc nhìn, đó là chúng ta đọc được nhiều sách thì càng tốt, nhưng nếu mà chúng ta đọc sâu về một cuốn sách và làm rõ một cái cuốn sách thôi thì có phải là chúng ta rất giỏi không ạ? Đúng rồi ạ. Ok, chốt rồi ạ. Và Đúng tâm thái là cái dịch chuyển đúng không ạ? rồi. Tiếp theo của cô nghĩa là gì ạ? Tiếp sau của chị là phải biết quý những bí quyết mà người khác dạy cho mình. Ồ, Đúng biết quý bí rồi quyết ạ. rồi. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay có phải là một bí quyết đọc sách không? Đó, hôm nay rất cảm ơn cô giáo đã truyền cho bí quyết đọc sách. À. Và điều thứ sáu là không hiểu đạo thì không thể đưa Phật lên đỉnh cao. Tức là về học về về thì tâm hồn của thầy là chuyên về chữa bệnh mà, nên là nó có liên quan đến đến đạo và Phật. Vâng, tức là nếu yêu lời đạo lý ạ, yêu lời đạo lý và nghe lời đạo lý thì cuộc đời của mình sẽ luôn luôn tốt ạ. Vâng ạ, rồi Và ạ. câu thứ bảy là làm việc lớn phải chậm rãi, không thể vội vàng như tàu vượt đại dương. À đúng rồi, thì sự bình tĩnh này là luôn luôn có ở trong mình đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chậm mà chắc. À, cứ càng chậm, cứ càng từ từ là nhanh đấy ạ. Còn vội quá là hỏng việc đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ Và cần chúng ta không dừng lại thôi, chúng ta bước đều, bước chậm thì thành nhanh đúng không ạ? đúng rồi ạ. Chính xác, ok cô. Và câu số 8 của chị là mình vui vẻ với người thì người sẽ vui vẻ với mình và ngược lại. Thế mình gieo cái gì thì mình nhận cái đấy Mình đúng chưa sao cái cô? gì? Đúng rồi ạ. Dạ vâng, biết ơn cô ạ. Buổi sáng ngày hôm nay Và... tâm hồn của cô rất là tuyệt vời, nó rất là nhiều rõ đúng không ạ? Ứng dụng trong ngày hôm nay cô nhé. Cảm ơn ạ. Dạ, trân trọng biết ơn. Rồi chúng mình chào nhau thật nha. À. Vâng, có gì mình chia sẻ với nhau nhiều hơn ạ. Em biết ơn quý thầy cô có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Biết ơn chương trình Viên Minh ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô vào thứ năm hàng tuần ạ. Bye bye cô Thanh, bye bye cả À, nhà. xin chào cả nhà.